Nhật Bãi Hồng Thinh xin kính chào cô chú chị đã quay trở vào với kênh YouTube của em. Cũng như thường lệ, ngày hôm nay thì em Thinh lại tiếp tục lên báo giá nhanh 5 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật để khi cô chú chị nhà mình vào theo dõi, mình lựa chọn cho gia đình nhà mình. Đầu buổi báo giá của ngày hôm nay, em Thinh kính chúc đến toàn thể cô chú chị nhà mình trên mọi miền Tổ quốc một buổi tối tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vâng, bây giờ thì em sẽ vào buổi báo giá để cô chú anh chị nhà mình không phải đợi chờ lâu. Mẫu đầu tiên của ngày hôm nay là một em Panasonic. Tất cả toàn bộ hình thức của em Panasonic này bên ngoài thì nó là thuộc dòng màu đen nhé cả nhà mình. Và em này thì nó là nồi vuông, bề mặt đường trên của nồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái này thì nó có chế độ là nấu cơm ngon và nấu nhanh, nấu xôi, nấu cháo, gạo lứt, chế độ ủ ấm, hẹn giờ, chọn gạo. Vâng, cái này thì nó thuộc dòng cao tần 1 lít. Cao tần 1 lít đời 20 nhé cả nhà mình. Cái này nó thuộc dòng đời 20 đấy, đời rất là cao luôn. Vâng, bây giờ em sẽ mở vào lòng trong để cả nhà mình thấy nhé. Thành vách bên ngoài thì hình thức của nó là cũng đẹp rồi. Nói chung là nồi qua sử dụng đấy, mà vận chuyển thì không tránh khỏi được bề mặt bên ngoài nó sẽ có hơi chảy xước nhẹ một chút nhé cả nhà mình. Quan trọng đấy, khi mà nhà mình mua nồi ấy, thì thứ nhất là cái xoang nồi này, và thứ hai nữa là cái lòng nồi. Đấy, hai cái này mà đạt tiêu chuẩn thì mình nấu cơm nó sẽ ngon cơm. Vâng, cái này thì xoang nồi không thể chê vào đâu được cả nhà mình nhé. Đấy, nắp nồi thì đang còn mới này, doang nồi thì càng mới hơn nhé, doang nồi mới kinh keng luôn này, nó chưa có một cái dấu hiệu gọi như là ngã màu nhé, doang nồi rất là đẹp này, doang nồi đẹp, lòng nồi cũng đẹp luôn nhé cả nhà mình, lòng nồi này, ở trong lòng nồi thì có phủ một lượt kim tuyến này, bên ngoài thành vách đấy thì nó là dòng inox nhé, và ở dưới đáy này thì cả nhà mình thấy này rất là dày luôn, rất đẹp. Nói chung là dòng thương hiệu Panasonic này thì cái này rất là đẹp này. Hình thức bên ngoài cũng như là nội thất đường trong nó cũng còn tới 90% độ mới nhá cả nhà mình. Vâng, cái này thì bên em đang bán với giá là 1.700.000 đồng. Bác nào mà mình ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé. Và bây giờ thì em sang cái thứ hai của ngày hôm nay. Cái thứ hai của ngày hôm nay là một em Tiger nhá. Một em Tiger này có chế độ nấu cơm ngon, nấu nhanh, nấu xôi, gạo lứt, nấu cháo, nấu cả cơm cháy nữa cả nhà mình nhá. Đấy, cái này thì nó có chế độ nấu cơm cháy này. Bác nào mà thích ăn nấu cơm cháy thì mình chọn cái nồi này. Thành vách của em này thì cũng thế nhá, rất là đẹp. Đấy, cái này là cao tần 1 lít đời 13. Em sẽ mở vào lòng trong để cả nhà mình thấy được. Nắp nồi thì mới nhá, nắp nồi này mới này, doang nồi mới kinh keng luôn cả nhà mình nhá. Doang nồi xanh đét này, rất là xanh, sự đàn hồi tốt nhá. Lòng nồi của cái này đấy thì nó có sức nhẹ nhá, tức là sức lông chó, lông mèo 2-3 cái thôi, thì nói chung là không ảnh hưởng tới chất lượng. Khi mà mình nấu cơm thì cơm vẫn đạt tiêu chuẩn nhá cả nhà mình. Bên ngoài thành vách thì không có chảy xước nhá. Và cái này thì nó sẽ có quai chống nóng bên ngoài này. Đấy, cái này thì cũng đạt tiêu chuẩn này. Dòng Tiger thì nấu cơm nó rất là ngon cơm nhá cả nhà mình. Và nồi của Nhật đấy thì nó sẽ sử dụng là điện 100V nhá cả nhà mình. Khi mà nhà mình mua nồi bên shop em đấy, nhà mình chưa có cục đổi nguồn đấy, thì mình mua luôn cục đổi nguồn kèm theo. Để thứ nhất là nồi được bền này, thứ hai là mình nấu cơm nó sẽ ngon cơm này. Và cái thứ ba là mình tránh được cái trường hợp là mình cấm nhầm vào điện 220 nhé cả nhà mình. Đấy, nồi của Nhật đấy thì nó sẽ hỗ trợ cho mình, tức là khi mà sáng mai bác dậy sớm đấy, mà mình đi làm buổi sáng sớm thì mình có thể là cắm cơm đi. Đấy, cắm cơm rồi mình chọn chế độ nấu hẹn giờ. Đấy, sau khi mà buổi trưa mình đi làm quay về nhà đấy thì đã có sẵn nồi cơm chín rồi. Đấy, mình chỉ cần vào nấu thức ăn một chút nữa là mình sẽ có bữa cơm trưa sớm, mình đi nghỉ trưa sớm nha cả nhà mình. Đó. Cái này thì nói chung là nội thất đường trong cũng như là bề mặt bên ngoài nó đang còn rất là đẹp nhá. Thì bên em đang bán với giá là 1.900.000 đồng. Vâng, bác nào mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0361487 16 cả nhà mình nhé. Đấy, cái này thì cả nhà mình thấy này, doang nồi mới lắm luôn nhé, mới kinh keng này, lòng nồi đẹp này. Đó. À,
lúc nãy là em quay rồi, nhưng mà em vẫn quay lại để cả nhà mình thấy cái nồi này nó rất là đẹp nhé. Bây giờ thì em sang cái thứ ba của ngày hôm nay. Cái thứ ba của ngày hôm nay là một em Zojushi này. Một em Zojushi thành vách cũng rất là đẹp này. Cao tần 1 lít nhé. Cái này cũng rất là đẹp luôn cả nhà mình ạ. Vâng, cao tần 1 lít đời 20, đời rất là cao nhé. Đó, cái này thì nắp nồi này, doang nồi mới kinh keng luôn này. Chưa có dấu hiệu ngã màu này. Đấy, rất là đẹp, xanh đét luôn cả nhà mình ạ. Vô cùng là xanh. Lòng nồi của cái này cũng rất là đẹp nhé. Lòng nồi của cái này cũng vô cùng là đẹp này. Đấy, thành vách bên ngoài của nồi này cũng không có chảy xước nhé. Nói chung là cái dòng Zojushi này nấu cơm cũng rất là ngon cơm này. Cái này thì bên em đang bán với giá là 2.200.000 đồng nhé. Bác nào mình ưng mẫu này thì mình chụp lại và Zalo cho em ạ. Bây giờ thì em sang cái thứ ba của cái thứ tư của ngày hôm nay. Cái thứ tư của ngày hôm nay là một em Panasonic nữa cả nhà mình nhé. Thành vách thì cũng rất là đẹp này. Đấy, thành vách cũng rất là đẹp này. Ở trên này, ở trên thì nó sẽ có một hai cái núng rất là nhẹ thôi. Đấy, bởi vì là khi mà vận chuyển thì không tránh khỏi những cái phần núng của bên ngoài nhé cả nhà mình. Nhưng nó không ảnh hưởng tới chất lượng. Cái này thì nó thuộc dòng cao tần 1 lít đời 11 nhé. Cái này cũng rất là đẹp này. Cũng có chế độ là nấu cơm ngon này, nấu nhanh này, nấu xôi này, nấu cháo này, gạo lứt này. Đó. Bây giờ em sẽ mở vào lòng trong này. Lòng trong thì doang nồi cũng đang đẹp nhé cả nhà mình. Doang nồi này rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Nắp nồi thì của Nhật họ làm bằng inox cho nên độ mới, độ sáng bóng của nó rất là cao. Lòng nồi của cái này đấy thì không có điểm trừ nhé. Lòng nồi của cái này rất là đẹp này, không có điểm trừ. Ở trong thì nó có phủ một lượt kim tuyến rất là đẹp. Đấy, thành vách bên ngoài nhé. Cái này thì cũng đẹp nhé cả nhà mình. Cái này thì bên em cũng đang bán với giá là 1.700.000 đồng nhé. Và bây giờ thì em sang cái cuối cùng của ngày hôm nay. Cái cuối cùng của ngày hôm nay cũng là một em thương hiệu Tiger nhé. Rất là đẹp này. À quên, em xin lỗi, Zojushi. Đấy, rất là đẹp luôn. Thành vách bên ngoài này, bên trên này. Cao tần 1 lít nhé. Đời 18 luôn nhé cả nhà mình. Em sẽ mở vào lòng trong để cả nhà mình thấy này. Doang nồi này, mới kinh keng này. Đấy, không có ngã màu này. Lòng nồi của cái này cũng thế nhá, nó không bị bong chóc, nó chỉ có xước một chút lông chó lông mèo, không ảnh hưởng tới chất lượng khi mà mình nấu cơm nhá. Thành vách bên ngoài thì đang còn đẹp này. Nói chung là cái dòng này cũng đang còn đạt tiêu chuẩn. Riêng em tung lên video đấy thì em gửi đến các bác những cái mẫu nồi đấy, nói chung là nó đạt tiêu chuẩn. Còn cái dòng nồi mà không đạt tiêu chuẩn thì nhà em cũng có, nhưng mà em không muốn bán cái dòng nồi đó nhá cả nhà mình. Mình đầu tư vào cái nồi đấy để mình sử dụng vào trong cái thường ngày của gia đình nhà mình đấy. Thì mình chọn một cái nồi nó đạt tiêu chuẩn một chút đấy, mình nấu cơm nó sẽ ngon cơm đó, và nó sẽ bền, cái độ bền của nó cao nhá cả nhà mình. Còn mình đầu tư vào một cái nồi mà nó có thể là rẻ hơn một vài trăm bạc. Đấy, thế nhưng mà cái độ cơm của mình ấy, nó sẽ không ngon bằng. Đó, cái gì thì cái là nồi nào thì tiền đó. Đấy, cho nên là các bác khi mà mình mua nồi đấy thì mình đừng lăn tăn những cái dòng nồi mà nó có đắt hơn một chút nhưng mà nó ngon cơm, mà nó bền nhá các bác. Đấy, cái này thì giá thành là 2 triệu đồng này. Đó, bác nào mà ưng mẫu nào đấy thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé. Hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 cả nhà mình nhé. Bên em thì đã bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành về nồi là 1 tháng. Trong tháng đầu tiên đấy mà nhà mình mua nồi bên shop em có trục trặc kỹ thuật gì thì bên em sẽ cho một đổi một. Đấy. Và khi mà mình mua nồi bên shop em mà chưa có cục đổi nguồn thì mình mua luôn cục đổi nguồn kèm theo nhé. Để độ bền của nồi nó được cao, cũng như là mình cắm cơm nó sẽ ngon cơm. Và mình tránh được cắm nhầm vào điện 220 nhé cả nhà mình. Nồi thì bên em sẽ có hai phân khúc. Phân khúc đầu tiên là 550.000 và phân khúc thứ hai là 450.000. Đấy, bên em thì bán nguồn kèm theo nồi đấy thì không có lấy lời lấy lãi nhé cả nhà mình. Đó, không lấy lời lấy lãi luôn. Vâng, khi mà bác vào theo dõi kênh của em đấy mà trong video báo giá ngày hôm nay mình vẫn chưa chọn được cái mẫu nồi mà mình ưng ý đấy, mình đang còn cần lựa chọn một cái dòng nồi khác, thì cứ liên hệ vào số điện thoại của em nhé.
thì em sẽ tư vấn cũng như là em sẽ gửi đến những cái mẫu nồi mà mình cần lựa chọn nhé cả nhà mình. Vâng, đến đây thì em Thinh xin được tạm dừng video. Các bác vào theo dõi kênh của em trước khi rời kênh thì cũng mong các bác ủng hộ cho em nút like, một nút đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo ạ.